Chào cả nhà, bữa nay Phó Cao Tuấn giới thiệu cho các bạn là cái khóa học online. Thì khóa học online này là các bạn là dùng điện thoại iPhone thì bấm vô cái App Store nha. App Store thì bấm chữ dạy đánh bài. Thì bạn nào cái ứng dụng nó về máy rồi bạn sẽ học trên mạng nha. Còn ai dùng Sony, Samsung thì bấm vô cái Share Play, cửa hàng Play, bấm chữ dạy đánh bài, bạn tải cái app nó về, tải cái ứng dụng nó về. Thì cái ứng dụng này tên là gọi là dạy đánh bài. Thì trong cái ứng dụng này có 5 cái căn bài. Thì Phó Cao Tuấn sẽ làm từng cái video, từng cái công thức, từng kỹ năng rất là chậm, rất là dễ hiểu, là từng ly từng tí rất là chậm cho các bạn dễ học. Thì các bạn có thể không được điều kiện học trực tiếp thì bạn học online, nó cũng là trở thành một cái sự yêu thích của mình nha. Thì các bạn ở xa hay người nước ngoài không có điều kiện đến trực tiếp thì mình học online. Rồi sau này ấy, bạn đến đó, kiểm tra lại thì Phó Cao Tuấn sẽ sửa cho các bạn. Thì cái khóa học online này gồm có gì? Có 5 cái căn bài. Căn thứ nhất là sắp bài trên sân là 1 triệu. Căn thứ hai là xào bài giá 1 triệu. Căn thứ ba là xào sắp giá 1 triệu. Căn thứ tư là trẻ bài giá 1 triệu. Căn thứ năm là chia bài giá 1 triệu. Thì các bạn học từ cơ bản tới nâng cao tới đỉnh cao thì 5 căn bài thì mình mới có thể như dạng là áp dụng cho tất cả những cái căn bài của mình được. Đừng học tắt học ngang, không khác là mình không tính là không chỉnh sửa cho bạn được. Thì một cái căn bài á, thì mình làm video rất là chậm rồi, dễ hiểu rồi. Thì các bạn học online thì sai chỗ nào thì không có kiểm tra chỉnh sửa các bạn. Thì sau đây á, là mình có hiện nay mình đang có làm một cái chương trình Tết. Thì nếu anh em nào học online á, thì hoàn thành 5 cái căn bài thì Phó Cao Tuấn sẽ tặng cho các bạn là món thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 nha. Và cái kiểm tra cho các bạn rất là cụ thể. Thì nếu ở đây trước Tết ai có học online thì Phó Cao Tuấn sẽ tặng cho bạn riêng những cái căn bài mà có thể như mà ở ngoài đời là không nhờ có nha. Thì sau đây Phó Cao Tuấn sẽ biểu diễn cho các bạn xem những cái kỹ năng bài mà có thể như anh em bao nhiêu người đã mơ ước, những người đã khao khát những cái kỹ năng này. Thì cái này làm dạy cho các bạn thì nó sẽ cụ thể, còn đây mình biểu diễn cho các bạn xem luôn nha.